Tin buồn. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Lê Phước Thọ, tên thường dùng Sáu Hậu, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1927, quê quán xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải, nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, thường trú tại số nhà 2/116 đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945, vào đảng ngày 10 tháng 2 năm 1949. Đồng chí nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 6, 7, Bí thư Trung ương Đảng các khóa 6, 7, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 1 giờ 46 phút ngày 6 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão, tại nhà riêng, hưởng thọ 96 tuổi. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, quy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Lê Phước Thọ, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Lê Phước Thọ với nghi thức lễ tang cấp nhà nước do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Lê Phước Thọ quan tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, số 1, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lễ viếng được tổ chức vào hồi 8 giờ thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023, tức ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão. Lễ truy điệu vào hồi 6 giờ, Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà, ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.